và con giáp đen đủi trong tháng cô hồn. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ đều phải trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng, hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Và trong tháng cô hồn tới đây, có ba con giáp bị số phận thử thách bằng những khó khăn gian nan thách thức, hung tinh bủa vây, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám các con giáp này, khiến vận thế xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán ra bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc đó là những con giáp nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong những ngày sắp tới. Kính mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là tuổi Dần. Tử vi tháng 7 âm lịch mệnh chủ tuổi Dần có thể gọi đúng như cái tên dân gian của tháng là cô hồn. Tháng mà quan hệ địa chi tương xung, đụng gì hỏng đấy và gì phá đấy. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Dần xung tinh, xấu hơn. Trong mọi trường hợp, bản mệnh luôn phải chiến đấu đơn thương độc mã. Dần thân xung vận dịch mã lâm môn, đa đoan tình trường, đa phận sự nghiệp. Nếu không trông chờ tính cách ổn định từ hành mộc thì mệnh chủ tuổi Dần sẽ như đoàn tàu chật đường ray, chỉ mong vào may mắn. Mặt tình cảm trong tháng cũng tương đối xấu khi Dần lâm hồng diễm tại thân. Đây là một tinh tú về nhân duyên nhưng lại chủ mặt hung vận. Tháng có biến động dù bản mệnh đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, an phận thủ thường, nhưng vẫn nên tính toán trước các kế hoạch, làm việc tùy cơ ứng biến, tình cảm phải tiết chế nhiều hơn. Cụ thể, chi tiết vận trình tháng 7 bản mệnh như sau. Về phương diện sự nghiệp, mặt công việc của bản mệnh trong tuổi Dần, trong tháng cô hồn gặp khó khăn vì dần thân tương xung, phải chạy đông chạy tây, lo liệu công việc, điểm báo về biến động. Với người có đặc thù công việc phải đi lại như lái xe, kinh doanh, doanh nhân, mệnh chủ sẽ có một tháng làm việc khá vất vả. Mặc dù phải đi nhiều, nhưng mệnh chủ lại không tránh khỏi nạn thị phi, nội tâm không cân bằng, dễ trở thành lục vân tiên mà dư đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Hơn nữa, dịch mã sinh tài, nếu biết vận dụng theo hướng cát lợi thì bản mệnh sẽ xuất thần hơn trong công việc. Từ chất linh hoạt thiên bẩm trong hành mộc, cộng thêm kiến thức mở mang từ các chuyến đi thì không có bài toán, công việc nào khó khăn mà mệnh chủ tuổi Dần không giải được. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng cô hồn cho thấy vàng bạc được sinh ra từ lòng đất. Khi hành hỏa tương sinh, vận nung chảy kim loại. Vận tài lộc mệnh chủ tuổi Dần cũng như vậy, dịch mã động tinh sẽ thúc đẩy dòng hành lưu tiền bạc, giúp cơ hội kiếm tiền của bản thân nhiều hơn. Nếu làm ăn, biết chọn giờ cát lợi mà hành động thì tiền tài như nước. Tuy nhiên bản mệnh lại mang thực thần trong nguyệt lệnh nên có phần keo kiệt về chi tiêu. Người nội trợ tuổi Dần sẽ có một tháng để phải suy nghĩ trong việc tiêu tiền. Bên cạnh đó Dần mộc vốn tỉnh táo, sáng suốt nên vận tài lâm phú quý. Tuy nhiên thân kim ngáng đường sẽ mất tiền vì lời ăn tiếng nói. Mâu thuẫn trên đường dù to dù nhỏ cũng khiến bản mệnh bị người khác vòi tiền vô cớ. Vận thất thoát cũng từ đó mà ra. Ngoài ra, vận trình tương xung còn đẩy tuổi Dần vào bước đường mê tín dị đoan, rồi tiêu tán tài sản. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi tháng 7 âm lịch dự báo, thì vận trình sức khỏe tuổi Dần cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ quan hệ địa chi tương xung. Thân thể thì phải chú ý gan, thận, phổi, đầu và xương cốt. Dần là quỷ môn, thân là nhân môn xung khắc, thì tinh thần ảnh hưởng, miệng đắng lưỡi khô sẽ chóng mặt, ngất. Dịch mã chủ biến về đi lại, người đang làm ăn phải đề phòng va chạm khi tai nạn đi đường. Người mệnh mộc da dẻ không được sạch sẽ, mồ hôi dầu, tóc nhạt màu. Chính vì vậy, để mọi việc phát triển một cách hanh thông thuận lợi, mệnh chủ tuổi Dần hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất.
với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi dần tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy gia gia trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi hợi. Tử vi mệnh chủ tuổi hợi trong tháng 7 âm lịch vấp phải vận trình hai lần tương hại nên sẽ có nhiều khó khăn. Thứ nhất, quan hệ tương hại với nguyệt lệnh. Thứ hai, với thái tuế. Bản mệnh sẽ phải đề phòng nhiều chuyện thị phi, nhũng nhiễu, tiểu nhân hoành hành. Nhưng nếu bản mệnh biết cách tận dụng các yếu tố ẩn giấu trong vận trình thì mặt công việc sẽ không đến mức bi đát. Phần tài lộc cũng dễ thở hơn phần nào nếu mệnh chủ tuổi hợi khéo léo hơn trong các mối quan hệ xã giao. Ngoài ra, những người chuyên về mặt nghệ thuật và kỹ thuật trong sáng thì sẽ có vận trình tốt đẹp hơn các con giáp cùng tuổi ngành khác. Mặt tình cảm thì chỉ tốt với những người đã có gia đình, người độc thân phải đối mặt với vận trình bị đá. Chuyện sức khỏe thì hành thủy suy yếu, thường gặp dương khí suy nhược, cần hết sức lưu ý. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi hợi cho thấy bước vào tháng bình thân, bản mệnh sẽ gặp chuyện tương hại khá xấu. Vận trình liên tiếp vướng vào thị phi, đồng nghiệp chơi xấu. Chuyện công việc không thuận lợi, bản mệnh thường xuyên vấp phải ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp. Hơn nữa, thiên ất quý nhân ẩn giấu trong họ thủy, gặp tận tương hình nên phải lao động cực khổ. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy vạy khổ sở bên ngoài. Thiên ất quý nhân còn đại diện cho các địa vị vững chắc trong xã hội, nên những ý tưởng làm về công việc mang tính chất hành chính cần hết sức lưu ý, tận tâm mọi trách nhiệm của mình, tránh để phản ánh tiêu cực mà chức vụ lung lay. Những lời phàn nàn về nghiệp vụ đó có thể đến từ chính đồng nghiệp của bạn. Tử vi còn cho thấy thân kim gặp hợi thủy, ngũ hành tương tác trong vong thần tọa mệnh. Người này có tâm tư thâm sâu, không rõ ràng, khiến mọi chuyện mọi người xung quanh sinh nghi kỵ. Về phương diện tài lộc, vận trình tiền bạc của tuổi hợi trong tháng 7 âm có lẽ càng vất vả, càng có được nhiều thu hoạch. Bản mệnh có thiên ất phù trợ, tư chất đồng minh, sẽ được người khác giúp, nên dù vận trình tương hại nhưng tài lộc vẫn khá thuận. Tuy nhiên, vận trình tương hại khiến bản mệnh phải vất vả kiếm tiền, nhưng cuối tháng vẫn được tận thu. Hơn nữa, trình ấn đang can thiệp với thực thần, gây âm dương, dị tính hút nhau. Vậy nên, bản mệnh phúc lộc song toàn, dù nam hay nữ đều cát lợi. Tử vi còn cho thấy, vong thần tàng mệnh, tuổi hợi sẽ gặp các vấn đề về đầu óc, tâm hồn vô định, nhớ trước quên sau. Về phương diện tình cảm gia đạo, tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy đây là tháng khá vất vả đối với mệnh chủ tuổi hợi đã có gia đình. Vì tinh thần yếu đuối không chịu nổi kích thích nên người nhà sống cùng với bản mệnh luôn trong cảm giác bất an. Từ đó không khí gia đình ngột ngạt, đôi bên nói chuyện kiêng dè, không còn cảm giác ấm cúng. Vợ chồng thì không giúp đỡ nhau về mặt tinh thần hay tình cảm. Đặc biệt, mâu thuẫn giữa mệnh chủ tuổi hợi và con cái ngày càng lớn. Thái độ đối với nghịch cảnh của trẻ con ngày càng rõ rệt mà bản mệnh phải thừa nhận là không bao giờ phai. Đặc biệt, mâu thuẫn giữa mệnh chủ tuổi hợi và con cái ngày càng lớn, thái độ đối nghịch của trẻ con ngày càng rõ rệt mà bản mệnh không biết cách phải giải quyết ra sao. Ngược lại thì mệnh chủ độc thân thuận lợi vì gặp chính ấn thu hút thực thần, tình cảm khác giới nở rộ. Bản mệnh trở nên lương thiện, thấu tình đạt lý, tinh thần phơi phới, vậy nên sức hút từ bản mệnh cũng rất mãnh liệt. Tuy nhiên, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đặc biệt vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng. Thứ ba, tuổi Mão.
Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mão cho thấy tháng Bình Thân là tháng tự hình với thái tuế, mệnh chủ không tránh khỏi sóng gió bất ngờ. Công việc chịu ảnh hưởng của tử phù tinh, bản mệnh nên đề cao cảnh giác trước mọi nhiệm vụ được giao. Những người làm lãnh đạo cũng không nên thiên vị hoặc để tình cảm nóng giận chen vào công việc, cần giữ một cái đầu lạnh khi làm việc. Tuy vậy, quan hệ sinh thiên đức cát thần giữa Mão Mộc và Thân Kim sẽ che chở phần nào những khó khăn về sự nghiệp, chỉ cần bản mệnh lưu ý đừng để công việc ảnh hưởng tới sức khỏe là được. Tài lộc cũng trở nên gập ghềnh, nên thu tiền chứ không nên xuất tiền. Việc liên quan tới đầu tư thì phải tính toán chi li. Hơn nữa, chuyện tình cảm khó khăn vì tính cách khác biệt quá lớn giữa những người yêu nhau. Cụ thể, vận trình chi tiết như sau. Về phương diện sự nghiệp, bước vào tháng Bính Dần, vận trình của mệnh chủ tuổi Mão nửa hung nửa cát. Một phần lao đao vì quan hệ thái tuế tự hình nguyên lệnh chủ đem tới nhiều cái bất lợi. Địa chi tự hình đem tới áp lực công việc từ phía lãnh đạo, còn bản mệnh có thể sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách hơn, trong khi đó là thời gian đi làm lại có hạn. Việc hàng ngày làm thêm tại nhà khiến cho tuổi Mão luôn cảm thấy căng thẳng. Phần nữa vì tính cách độc lập tự chủ, mệnh chủ phải luôn gánh vác mọi trách nhiệm của mình, sẽ cảm thấy đơn độc khi đương đầu. Nếu có người lớn chỉ dẫn thì cái đầu cố chấp bảo thủ cũng khiến bản mệnh phải mò mẫm. May nhờ có thiên đức quý nhân che chở, giảm đi phần nào ảnh hưởng xấu từ hai ông lớn, thái tuế và nguyên lệnh. Thiên đức có tác dụng hóa hung thành cát, nên tuổi Mão hãy tận dụng sức mạnh đó, hạn chế phần nào các khuyết điểm trên cơ thể, thì vận trình thuận lợi. Về phương diện tài lộc, trong tháng cô hồn, thần kim khắc mão mộc, có thể thấy cơ hội tiền bạc thì nhiều, nhưng vì bị nguyên lệnh hạn chế nên bản mệnh không nắm bắt được. Hơn nữa, bính hỏa tại mộc dục trường sinh tại Mão nên bản mệnh phải tự thân vận động trong mọi mặt. Người thân không đến gần, giúp đỡ. Rắc rối về tiền bạc trong tháng khiến tuổi Mão không thể nhờ cậy bất kỳ ai. Vậy nên, đây sẽ là tháng mà bản mình phải lao động thật chăm chỉ, nên lĩnh hay không nên. Trong bất kỳ trường hợp liên quan tới tiền bạc, bản mệnh đều phải suy tính thật kỹ càng. Một khi đã xuất khoản đầu tiên thì sẽ phải chi những khoản vô danh tiếp theo đó. Kim khắc mộc sinh chính quan, thiên quan trong cung mệnh cho thấy rằng tuổi Mão gặp nhiều tổn thất về tiền bạc, có thể do chính tính cách lơ đễnh của bản mệnh mà bị rơi ví trên đường, hay đi chơi tối vô tình gặp kẻ lưu manh, cũng có thể do anh chị em trong nhà gây họa mà phải rút tiền giúp đỡ. Vậy nên để có một tâm lý vững vàng, tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu 2021. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, kinh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của ba con giáp không được may mắn trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.